Hi, Missy xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về chủ đề trang phục các bạn nhé. Clothes. Năm từ tiếp theo nào. Bộ com lê, tức là các bạn phải hiểu là nó bao gồm cả áo khoác và quần dài hay là chân váy thì người ta gọi đó là một bộ com lê các bạn nhé. Thì cái đó gọi là gì đấy? Suit. Suit. Hay người Anh còn có cách đọc khác là gì đây? Suit. Âm u á, suit. Ha. Nhưng mà thường thì gọi chung thì sẽ là gì đây? Suit. Người Mỹ sẽ đọc là suit nha các bạn nhé. Rồi tiếp nào. Tiếp theo là áo ghi lê. Áo ghi lê của mình thì các bạn phải phân biệt thế này nè. Áo ghi lê á, thì nó không có tay các bạn nhé. Áo ghi lê là không có tay các bạn ha. Thường là mình mặc áo sơ mi, xong mình mặc áo ghi lê ở bên ngoài đó các bạn. Nó không có tay các bạn ha. Rồi, cái này sẽ là gì đây? Người Anh á, thì sẽ gọi là waistcoat. 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 Còn người Mỹ á, thì gọi là vest. Vest các bạn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta có áo ghi lê. Các bạn nhớ phân biệt nhé. Áo ghi lê tức là không có tay các bạn ha. Thường các bạn sẽ mặc sơ mi ở bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ mặc áo ghi lê, không có tay. Còn suit là phải có tay, có áo khoác các bạn ha. Rồi, vậy cái này thì sẽ là gì? Waistcoat. Waistcoat. Ha. Người Anh sẽ gọi là waistcoat. Nhưng mà người Mỹ sẽ gọi là vest. Vest. Khác nhau các bạn nhé. Đồng phục tức là kiểu như là cái trang phục giống nhau khi mà các bạn làm trong những cái môi trường công sở hay là một cái cơ quan xí nghiệp nào đó thì các bạn sẽ mặc đồng phục ha. Uniform. Tiếp tục nào. Áo len của chúng ta sẽ là gì đây? Sweater. Hai chữ T mà không được nhấn thì mình sẽ đọc như chữ gì đây? Chữ đờ nhẹ ha. Sweater ha, tùy các bạn. Rồi tiếp nào, mình sẽ có áo khoác len, tức là cái dạng mà sweater là cái dạng mà áo mà mình chui cổ đó các bạn. Còn cái dạng mà cũng là áo len nhưng mà là cái dạng mà dạng áo khoác, các bạn có cài thêm cái thêm cái cúc, mấy cái cúc hay là cái khuy ở bên ngoài á, thì cái đó là gì đây? Áo khoác len các bạn ha. Cái đó là cardigan sweater, hay nhiều khi các bạn gọi nhanh là gì đấy, cardigan ha, cardigan, mình hay gọi là áo cardigan đó các bạn ha, áo cardigan. Rồi lại các bạn nhé, bộ com lê của mình á thì sẽ là gì? Suit. Rồi tiếp, áo ghi lê của mình á thì sẽ là waistcoat hay là vest theo cách gọi của người Mỹ ha, còn waistcoat là của người gì? Người Anh. Đồng phục sẽ là uniform, áo len mà len chưa cổ ha, sweater hay là sweater. Còn áo khoác len ha, thì cái này sẽ là gì đây? Cardigan hay là cardigan sweater các bạn nhé. Rồi mình ôm một chút ha, mình sẽ qua phần phản xạ nào. Ok, rồi các bạn sẵn sàng chưa? Áo len chưa cổ là gì? Sweater hay mình đọc nhanh là gì đây? Sweater. Đồng phục là gì? Uniform. Bộ com lê là gì? Suit. Rồi, áo khoác len là gì? Cardigan hay là cardigan sweater. Vậy, bộ ghi lê là gì? Áo ghi lê là gì? Áo ghi lê thì sẽ là waistcoat theo cách của người Anh, còn người Mỹ sẽ là vest. Okay, that's our goodbye. See ya.